Bạn nên làm gì mà chăm chú vậy? À, mình đang soạn bài để tham gia hoạt động tháng công nhân năm 2024 tháng này. Hôm nay mình rảnh ngày này đến đây thì mẹ cũng có chuyện muốn trao đổi với bạn. Có chuyện gì thì bạn nói đi. À, chuyện là như vậy, hôm vừa rồi có nghi tôi có nghi bên công đoàn báo cáo tổng kết những hoạt động mà công đoàn đã làm từ đầu năm tới giờ. Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiều đổi mới, có nhiều việc làm hay, phối hợp rất tốt để tổ chức cái dịp Tết Nguyên Đán với chủ đề Tết Xuân Vầy Xuân Sẻ Chia. Công đoàn cơ sở có rất là nhiều hoạt động nổi bật như công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tổ chức hội thao 20 tháng 10, hưởng ứng tuần lễ áo dài, tổ chức hội thi nữ đoàn viên duyên dáng thanh lịch nhân dịp 8 tháng 3, tham gia giải ngoại ATK và đặc biệt vừa rồi là tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ giữa ba công đoàn cơ sở vào ngày 28 tháng 4 năm 2024. Và còn rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác nữa. Hãy mãi nói chuyện với bạn mà mình quên mất việc lúc nãy mình muốn trao đổi với bạn. À, các chuyện gì vậy? À, chuyện là như vậy. Vừa rồi thì mình có được bên công đoàn chuyển đến cái công văn số 18 về việc xây dựng máy ấm công đoàn Khánh Hòa năm 2024. Thì trong cái công văn mình đã thấy mục đích và đối tượng thực hiện, nhưng mà vẫn còn nội dung mình chưa rõ. Ý bạn còn băn khoăn điều gì nữa? Là đối tượng có nhu cầu còn xây nhà và sửa nhà. Thì đây là chuyện đó. Gia đình mình thì có hai vợ chồng đang sống với gia đình chồng ở Trích Trinh Linh Sơn. Chồng mình thì là con một trong gia đình. Tính tới thời điểm này thì hai vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng. Và mong muốn của mình hôm nay là đến để đề xuất với ban chấp hành công đoàn có thể xin cho mình một suất để có thể được xây nhà. Chuyện này thì bạn nói đột ngột quá, để mình suy nghĩ kỹ hơn rồi trao đổi với bạn sau nhé. Ok. Chào hai đồng chí. Có việc gì là nghe hai đồng chí vừa rồi trao đổi khác tích cực bạn. Chào đồng chí phó chủ tịch. May quá, tôi định rủ đồng chí Huệ đến gặp đồng chí chủ tịch công đoàn để xin một suất xây dựng nhà máy ấm công đoàn. Những chuyện gì? Thì hôm nay đồng chí chủ tịch công đoàn đang họp ở trên đảng ủy xã. Thì có gì hai đồng chí cứ trao đổi với mình sẽ trao đổi lại với đồng chí chủ tịch công đoàn. Mà mình vừa nghe là xin cái suất mà xây dựng máy ấm nhà, máy ấm công đoàn cho đồng chí nào vậy? Là gia đình mình hiện tại hai vợ chồng mình đang sống chung với gia đình chồng ở Trích Trinh Ninh Xuân. Chồng mình là con một trong gia đình. Tính tới thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng, cho nên là muốn xin một suất bên công đoàn để có xây dựng nhà cho mình. Cũng chuyện gì thôi thì sẵn đây mình cũng trao đổi luôn á, là trường hợp của đồng chí Thảo thì ban chấp hành công đoàn cũng đang rất là quan tâm. Thì chiều qua ban chấp hành công đoàn cũng đã họp thống nhất về cái công văn số 18LD ngày 4/3/2024 của Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa về việc là xây dựng nhà máy ấm công đoàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Thì xét thấy là ở công đoàn trường mình là hoàn cảnh của các đồng chí đoàn viên thì cơ bản là ổn định, chưa có cái hoàn cảnh nào đến mức đặc biệt khó khăn phải xin xét. Thì trường hợp của Thảo thì ban chấp hành cũng đã nắm bắt tình hình là hiện nay Thảo cùng với chồng đang ở nhà chung với bố mẹ chồng và cũng biết được rằng là bố mẹ chồng đang làm giấy tờ để trao nhà lại để cho vợ chồng Thảo. Thì hiện nay Thảo và chồng cùng với hai cháu vẫn đang ở cùng với ông bà đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tuy nhiên là tôi xa chỗ làm việc và mong muốn của vợ chồng cũng có nhà riêng. Nhưng thôi qua đây nghe đồng chí phó chủ tịch phân tích như thế thì tôi đã hiểu bản thân mình vẫn chưa thuộc đối tượng trong cái công văn số 18 kia. Vậy nên cho tôi xin rút lại cái lời đề nghị lúc nãy. Xin cảm ơn phó chủ tịch công đoàn cũng như là ban chấp hành công đoàn trường mình. Thay mặt ban chấp hành công đoàn của nhà trường thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp cũng như là những đề xuất của các đồng chí đoàn viên với mong muốn rằng là giải quyết xem xét kịp thời những trường hợp, những cái khó khăn thắc mắc thì nhằm là để xây dựng cái công đoàn của trường trung học cơ sở Trần Văn Khải ngày càng vững mạnh. Cảm ơn các đồng chí rất là nhiều.